Điện Biên Phủ năm 1954 đã trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 7 tháng 5 1954, 7 tháng 5 2024, Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đã có tổ chức nhiều hoạt động ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của các thế hệ cha anh và thể hiện lòng biết ơn đến đồng bào, đồng chí đã chiến đấu, anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Ban Thường vụ Thành đoàn đã tổ chức chương trình giao lưu truyền thống tại Sư đoàn 367 Quân chủng Phòng không Không quân với chủ đề Từ Điện Biên khói lửa đến phong trào đấu tranh của nhân dân Sài Gòn gia đình. Tham dự chương trình, thế hệ trẻ thành phố Bác đã có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, nghe chia sẻ về những ký ức hào hùng và bài học lịch sử quý giá trong chiến thắng Điện Biên Phủ thông qua lời kể của hai nhân chứng lịch sử là Đại tá Trần Thịnh Tần, trưởng ban liên lạc chiến sĩ Điện Biên Phủ tại thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Tổng cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần, Quân đội Nhân dân Việt Nam, và cô Phạm Thị Hồng Thấm, Ủy viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến thành phố, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến quận Tân Bình. Lời chia sẻ của các cô chú cựu chiến sĩ từ chiến trường Điện Biên năm xưa đã mang đến cho các bạn đoàn viên thanh niên, các chiến sĩ trẻ nhiều cung bậc cảm xúc xen lẫn niềm tự hào và biết ơn các thế hệ cha anh đi trước và hiểu rõ hơn câu chuyện sống, cống hiến và chiến đấu của các bậc tiền bối cách mạng để có thêm những bài học, tư liệu quý giá về lịch sử đấu tranh của dân tộc. Tôi rất là vinh dự cũng như là cảm thấy may mắn được tham dự diễn đàn hôm nay, đặc biệt là được lắng nghe các bác, các cô, các chú kể lại những kỷ niệm cũng như những chiến thắng vô cùng hào hùng của trận Điện Biên Phủ cũng như là phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Sài Gòn gia đình. Đây là một dịp rất là quý giá cho thế hệ trẻ được hiểu biết thêm về lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc ta, và nó tiếp thêm ngọn lửa yêu nước, ngọn lửa truyền thống và thôi thúc thế hệ trẻ trong việc học tập, rèn luyện để tiếp nối truyền thống của dân tộc cũng như là hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày hôm nay. Em cảm thấy thì thế hệ trẻ phải nung nấu cho mình tình yêu nước cũng như là phải biết thêm nhiều hơn về lịch sử truyền thống của cha anh để cảm thấy thêm tự hào và thêm vững tin về tình yêu nước của mình, cũng như là thế hệ trẻ thì phải biết dấn thân và biết cống hiến hết mình bằng cách này, cách khác, bằng nhiều cách để mà xứng đáng với xương máu của cha ông ta đã đổ xuống. Và chúng ta thì cần phải có nhiệm vụ là dựng xây đất nước ngày một phồn vinh, ngày một phát triển hơn. Trong khuôn khổ của chương trình, Ban Thường vụ Thành đoàn cũng đã khai mạc không gian triển lãm trực tuyến Điện Biên Phủ – Khát vọng non sông. Đây là nền tảng triển lãm tương tác trực tuyến với chủ đề về chiến dịch Điện Biên Phủ. Không gian được tạo nên nhằm tái hiện lại những ký ức hào hùng của dân tộc trong công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tái chiếm Việt Nam, là nơi cung cấp cho các bạn đoàn viên thanh thiếu nhi những thông tin về chiến dịch Điện Biên Phủ, nơi quân và dân ta đã làm nên chiến thắng lịch sử, chấn động địa cầu. Đây là nơi các bạn đoàn viên thanh thiếu nhi sinh hoạt, giáo dục và lan tỏa ý nghĩa, giá trị của chiến thắng Điện Biên Phủ. Không gian trực tuyến Điện Biên Phủ – Khát vọng non sông được chia thành 5 khu vực tham quan, bao gồm khu vực diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ, nơi các bạn có thể hình dung rõ khái quát những sự kiện, cột mốc, thông tin quan trọng về chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Khu vực hành trình truyền thống, nơi giúp các bạn có thể cảm nhận được sự đồng lòng của nhân dân miền Nam hòa chung vào chiến thắng lừng lẫy Nam Châu của chiến dịch Điện Biên Phủ. Đó là tinh thần yêu nước, là niềm tin với cách mạng, là mong muốn về một Việt Nam hòa bình, độc lập và thống nhất. Những giá trị đó đã luôn được giữ gìn và phát huy trong suốt giai đoạn lịch sử. Khu vực kỷ vật chiến dịch Điện Biên Phủ, nơi lưu giữ các hiện vật, kỷ vật về chiến dịch Điện Biên Phủ thông qua các hình thức trưng bày kỹ thuật số, giúp các bạn đoàn viên thanh thiếu nhi có thể tương tác một cách trực tuyến. Khu vực tài liệu chiến dịch Điện Biên Phủ sẽ giới thiệu với các bạn những cuốn sách hay, những thước phim bổ ích về chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Qua đó, các bạn đoàn viên thanh thiếu nhi có thể cảm nhận được những góc nhìn của những nhân vật lịch sử, tích lũy được những kiến thức bổ ích về chiến thắng Điện Biên Phủ của dân và quân ta vào 70 năm về trước. Cuối cùng là khu vực video lịch sử, nơi tái hiện lại những sự kiện lịch sử về chiến thắng Điện Biên Phủ thông qua những thước phim lịch sử hào hùng mang trong mình đầy sự tự hào và trân trọng của thế hệ sau này gửi đến thế hệ trước đó. Những anh hùng đã tạo nên chiến thắng lịch sử chấn động Nam Châu. Dịp này, Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Cụm miền Đông Nam Bộ đã tham gia hành trình Điện Biên Phủ – Khát vọng non sông do Trung ương Đoàn tổ chức tại thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Các đại biểu đã được đến những di tích lịch sử nơi lưu dấu cuộc đấu tranh vĩ đại của dân tộc Việt Nam anh hùng. Đó là nhà tù Sơn La, đèo Pha Đin, ngã ba Cò Nòi, đồi A1, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1.
thông qua các hoạt động trong hành trình về với Điện Biên lần này thì bản thân tôi vô cùng vinh dự và tự hào được tìm hiểu về những giá trị lịch sử tại Điện Biên, vùng đất anh hùng. Thông qua những hoạt động trong hành trình thì bản thân tôi cũng cảm nhận rất là đầy đủ về những khó khăn, gian khổ mà quân và dân ta đã phải trải qua trong giai đoạn chống thực dân Pháp để giành lại độc lập tự do cho dân tộc, đặc biệt là trong cuộc chiến 56 ngày đêm của quân và dân ta tại Điện Biên để tạo nên một chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Chính vì thế, bản thân tôi cũng như các bạn trẻ tham gia hành trình cảm nhận rất rõ về trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp nối những giá trị truyền thống lịch sử để có thể góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh hơn. Bên cạnh hành trình Điện Biên Phủ Khát Vọng Non Sông và hành trình Tôi Yêu Tổ Quốc Tôi, đoàn đại biểu sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia hành trình sinh viên với khát vọng non sông do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam triển khai. Bản thân em là một sinh viên đang học tập và sinh sống tại thành phố Mang Tên Bác, thì em cảm thấy là dịp để đến được Điện Biên và trong dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ thì không phải người trẻ nào cũng có cơ hội, và em cảm thấy rất là vinh dự vì điều này. Sau khi mà tham gia chuyến hành trình này thì em cảm thấy tình yêu quê hương đất nước của mình ngày càng được dâng trào hơn, và em nghĩ là em sẽ mang tinh thần sức trẻ này để lan tỏa đến những người xung quanh mình nhiều hơn nữa. Các thiếu nhi đến từ thành phố Bắc đã trở thành những người chiến sĩ nhỏ tham gia liên hoan chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ 5. Các em đã được tham gia khởi công, khánh thành và trao tặng các công trình dành cho thiếu nhi Điện Biên. Thông qua liên hoan chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ 5 năm 2024 thì con cảm nhận được những cái giá trị lịch sử rất là to lớn, những cái giọt máu mà ông cha ta đã ngã xuống để xây dựng một đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập. Và sau chuyến hành trình này, con đã học được rất nhiều thứ từ những cái ý nghĩa của lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ cũng như là những cái công lao mà ông cha ta đã dành ra để Việt Nam chúng ta có thể độc lập tự do hạnh phúc như ngày hôm nay. Trong khuôn khổ các hành trình, với niềm tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc, tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm hỏi và tri ân các gia đình những anh hùng liệt sĩ, cô chú cựu chiến binh chiến trường Điện Biên Phủ, được nghe quá trình chiến đấu và sự hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình để bảo vệ độc lập tự do cho dân tộc, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Tuổi trẻ thành phố càng thêm tự hào và nuôi dưỡng trong mỗi người trẻ trách nhiệm phấn đấu, phát huy chuyên môn, sáng tạo, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng thành phố và bảo vệ đất nước hùng cường của chúng ta. Tại các cơ sở đoàn cũng đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ thông qua các chương trình văn nghệ, giao lưu với nhân chứng lịch sử, các hội thi tìm hiểu về lịch sử. Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là dịp để tuyên truyền giáo dục cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi về mục đích, ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ và một lần nữa khẳng định tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của chiến dịch. Qua đó khơi gợi lòng yêu nước, niềm tự hào về quá trình đấu tranh kiên cường, anh dũng của dân tộc ta trong thế hệ trẻ.